Nguyên danh Thành Nghị là Phó Thi Kỳ, có lẽ vì không thích Minh Tự này và cũng muốn cái tên làm nên tính cách, nên anh quyết định lấy Thành Nghị làm nghệ danh cho mình. Chính vì thế, con người của Thành Nghị ở ngoài đời cùng cái tên Nghị này cũng không khác là bao. Tuy nói là Thành Nghị đang nổi lên nhờ Lưu Ly, nhưng cũng phải nói ngược lại, nếu không có Thành Nghị đóng vai Vũ Tư Phượng này, cũng chưa chắc Lưu Ly sẽ được yêu thích đến vậy. Thành Nghị vào nghề năm 2011 qua bộ phim Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ. Với tuổi nghề này, Thành Nghị cũng được coi là tiền bối của nhiều người. Nhưng trong mắt khán giả, anh vẫn là một gương mặt khá mới. Tuy đã gia nhập showbiz nhiều năm, nhưng chuyện đời tư và học hành của Thành Nghị cũng ít được nhắc đến. Mọi người chỉ biết anh là một diễn viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản bởi Học viện Hí kịch Trung ương. Học vấn không tồi, còn ngoại hình thì sao? Gương mặt vừa đủ đẹp trai, chiều cao thì tầm tầm chỉ 1m81. Vóc dáng cũng không xuất sắc lắm đâu, lâu lâu lại đưa cụm từ body 6 múi của Thành Nghị lên hot search thôi. Nói chung cũng chỉ là mặt đẹp, chân dài, body 6 múi, diễn xuất đi vào lòng người. Thành Nghị trở thành cái tên được yêu mến nhờ sự nổi tiếng của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát lên sóng vào tháng 8 năm 2020. Và chắc hẳn có rất nhiều người muốn tìm hiểu kỹ về con kim sĩ điểu si tình này. Vì thế hôm nay cùng VGT tìm hiểu sương sương về Thành Nghị nhé. Hành trình sự nghiệp của Thành Nghị. Lần đầu tiên Thành Nghị xuất hiện trên màn ảnh là qua bộ phim truyền hình Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ 2011. Nhưng thực ra bộ phim đầu tay của Thành Nghị chính là Giao Thừa, một phim điện ảnh sản xuất vào năm 2009. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2012, Giao Thừa mới công chiếu, nên đối với các fan của Nghị, Đường Cung Mỹ Nhân mới là bộ phim đưa anh bước vào showbiz. Năm 2012, Thành Nghị tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Quỷ Ái và Quá Muộn Để Yêu Em. Cả hai đều là vai nam chính. Năm 2016 là một năm đại bạo của rất nhiều tiểu sinh thế hệ mới như Dương Dương, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Ngô Diệc Phàm, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Tỉnh Bách Nhiên, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên điện ảnh, Lý Dịch Phong, Thanh Vân Chí. Nhưng Thành Nghị vẫn thành công chen lấn qua đội hình này để bước lên hàng những nam thần được chú ý nhất năm ấy, dù chỉ đóng vai phụ. Trong Thanh Vân Chí, Thành Nghị vào vai Lâm Kinh Vũ, bạn thân từ nhỏ của nam chính Trương Tiểu Phàm Lý Dịch Phong. Ở nguyên tác, nhân vật này được miêu tả là khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người và một chút cao ngạo trong nét mặt, là chủ nhân của Trảm Long Kiếm. Ngay khi Thành Nghị xuất hiện, đa phần fan Chu Tiên đều phải ồ lên vì hóa ra trong cuộc đời này, người như Lâm Kinh Vũ là có thật. Sau khi thành công thu hút được nhiều sự chú ý nhờ vai diễn Lâm Kinh Vũ, nhiều người hy vọng Thành Nghị sẽ có cơ hội thừa thắng xông lên. Tuy nhiên, đời đâu như mơ. Suốt năm 2017, Thành Nghị không có cơ hội tái ngộ khán giả qua màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Mãi đến năm 2018, bộ phim điện ảnh Cuộc Giải Cứu Lớn mới công chiếu, nhưng tác phẩm này không tạo được tiếng vang. Sau đó, Thành Nghị nhận phim truyền hình Đạo Mộ Bút Ký, Trường An Nặc và Yêu Khi Nổi Sóng, nhưng đến nay ngoại trừ Đạo Mộ thì hai phim còn lại vẫn chưa chiếu. Tháng 2 năm 2019, Thành Nghị nhận quay Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2019 thì phim Đạo Mộ Bút Ký lên sóng. Cuối năm lại quay Mê Cục Phá Chi Thâm Tiềm. Có lẽ năm 2019 vừa rồi là một năm làm việc có hiệu suất nhất của anh. Kể từ sau Lâm Kinh Vũ trong Thanh Vân Chí 2016, Lâm Kinh Vũ đã suýt chút bị khán giả truyền hình bỏ quên vì có tận 2 năm không tái xuất màn ảnh nhỏ. Nhưng thật may khi Đạo Mộ Bút Ký 2019 lên sóng trên Tencent TV, cái tên Thành Nghị lại một lần nữa nhận được sự quan tâm nhiệt tình của các khán giả trẻ. Mặc dù thành tích của Đạo Mộ Bút Ký phần này cũng không quá ấn tượng, nhưng cặp đôi song nam chủ Thành Nghị và Hầu Minh Hạo lại tạo thành cơn sốt vì anh nào cũng đẹp trai thần sầu và ngầu như yêu hầu Hoa Quả Sơn. Tháng 7 năm 2020, dự án Mộng Tỉnh Trường An chính thức khởi động. Thành Nghị cùng dàn trai xinh gái đẹp nhà Hoan Thụy đóng phim này tiếp tục nhận nhiều kỳ vọng của mọi người. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, phim truyền hình Lưu Ly Mỹ Nhân Sát chính thức ra mắt khán giả với cái tên mới là Lưu Ly sau 2 năm khiến mọi người ngóng trông từng ngày. Không để các fan thất vọng, ngay sau khi Lưu Ly vừa lên sóng, đã trở thành bộ phim được xem nhiều nhất tại Youku. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều hashtag về Lưu Ly cũng như các nhân vật, diễn viên trong phim cũng nhanh chóng vươn lên trong top hot search của ngày. Ngay sau đó, Thành Nghị cũng thành công đưa tên mình lọt vào top 3 của bảng xếp hạng chỉ số truyền thông diễn viên. Không chỉ khiến khán giả chú ý bởi ngoại hình điển trai mà Thành Nghị còn nhận được rất nhiều lời khen có cánh bởi khả năng diễn xuất của mình. Và mặc dù là đã ở U30 nhưng khi hóa thân thành Vũ Tư Phượng 20 tuổi hay mắc cỡ thẹn thùng trước rớt thì Thành Nghị vẫn mang đến một cảm giác ngập tràn mùi vị thiếu niên. Hãy cùng VGT nhìn lại những hình ảnh vô cùng đáng yêu của Thành Nghị trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát nhé. Đại bạo với Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, từng biểu cảm khóc, cười, e thẹn hay cả những lúc lạnh lùng,
của Thành Nghị đều trở thành những bức ảnh tuyệt đẹp trong mắt người xem. Cách bộc lộ nội tâm nhân vật của Thành Nghị cũng rất rõ ràng. Thông qua Thành Nghị, khán giả cũng trở nên hiểu Tư Phượng nhiều hơn, thậm chí là hiểu đến tận ruột gan của nhân vật này. Diễn được đến mức này thì quả là quá xuất sắc rồi. Lưu Ly thực sự có thành tích rất tốt. Topic siêu thoại xếp hạng 1, điểm đu ban cũng tăng khá nhanh, từ 7.0 lên 76 điểm chỉ trong 3 tuần. Đa số bình luận đều khen diễn xuất của Thành Nghị. Lưu Ly mỹ nhân sát phát sóng và gây bão bởi dàn diễn viên thắng thế về cả nhan sắc lẫn lực diễn. Nội dung tuy cải biên không ít nhưng vẫn có độ hoàn nguyên rất cao, kỹ xảo được khen ngợi, bối cảnh chất lượng mắt mắt người nhìn. Chính vì vậy mà những tác phẩm chuẩn bị lên sóng sau đó của Thành Nghị ngày càng được nhiều kỳ vọng hơn, nhất là Trường An Nặc. Trường An Nặc cũng do Hoan Thụy Thế Kỷ sản xuất và Doãn Đào làm đạo diễn. Dàn diễn viên trong phim như Triệu Anh Tử, Hàn Đống, Dương Siêu Việt, Hàn Thừa Vũ, Lương Tịnh Nhàn, Trương Duệ đều là những cái tên đang triển vọng. Phim mới chưa chiếu của Thành Nghị. Trong năm 2020 này, ngoài việc ra mắt khán giả qua nhân vật Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, thì Thành Nghị cũng bắt đầu nhận dự án mới là Mộng Tỉnh Trường An. Bộ phim này do Thành Nghị và Trương Dư Hy đóng chính. Trương Dư Hy là người đã thủ vai Chử Linh Lung, tỷ tỷ song sinh của Chử Toàn Cơ, cũng tức là chị vợ của Thành Nghị trong phim Lưu Ly. Chính vì thế, nhiều chế về mối quan hệ giữa Thành Nghị, Băng Nghiên, Dư Hy cũng được ra đời, trở thành đề tài thú vị trong các cuộc bàn luận của các fan. Bên cạnh đó, Mộng Tỉnh Trường An cũng hội tụ được dàn diễn viên vừa thơm vừa đỏ, gồm Hàn Đống, Tuyên Lộ, Hà Thịnh Minh, Tập Tuyết, Hà Trung Hoa và sự quay trở lại của dàn Mỹ Nam Lưu Ly như Lý Tuấn Giật, Phó Phương Tấn, Diêu Dịch Thần. Đây đều là những gương mặt vừa đẹp vừa có diễn xuất, cho nên dự án này cũng nhận được rất nhiều kỳ vọng của khán giả. Thành Nghị và Viên Băng Nghiên. Kể từ khi Thành Nghị và Viên Băng Nghiên xác nhận vai nam nữ chính trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát thì đã được mọi người hết lòng chèo thuyền. Chỉ xét riêng về ngoại hình thôi cũng thấy hai người đẹp đôi và hợp vai đến giường nào. Sau đó khi Lưu Ly bắt đầu phát hành những trailer đầu tiên thì diễn xuất của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên lại tiếp tục trở thành động lực để các fan đẩy xuồng tới bến. Nhiều người nhận xét đây đích thực là Vũ Tư Phượng và Chử Toàn Cơ mà mình đang trông đợi. Sau khi phim lên sóng, chemistry của Thành Nghị và Viên Băng Nghiên càng khiến fan đổ đứ đử. Hai người quá đỗi tự nhiên, quá đỗi thân thuộc. Mỗi một phân cảnh chung của cả hai đều là những phân đoạn nhất định không được bỏ lỡ với mọi người. Dù ngọt, dù ngược, chỉ cần hai người đứng cạnh nhau, cả thế giới này như tan chảy. Nhờ diễn xuất tự nhiên, những cảnh yêu nhau được thể hiện quá đỗi mượt mà các fan tiếp tục kỳ vọng rằng hai người sẽ sớm phim giả tình thật. Và cũng chính vì thế mà hội fan couple của hai người, đó chính là Nước Tan Đá, được ra đời và thu về một lượng thành viên cực kỳ đông đảo. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.